chào tất cả các anh. Táo mèo khô, một đặc sản của vùng Tây Bắc. Và đây chính là một bịch táo mèo khô của nhà em các anh nhá. Táo mèo khô thì có công dụng rất là tốt trong việc chữa trị đau dạ dày cũng như là các bệnh về đường ruột, giúp chúng ta ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn. Sản phẩm này khi mua về thì mình có thể sử dụng sắc thuốc hoặc là đem đi ngâm rượu nhé các anh nhá. Các anh hãy nhanh chóng đặt hàng để có thể mang về cho mình những bịch táo mèo khô với chất lượng tốt nhất và đảm bảo nhất cho sức khỏe của mình nha các anh nha.